Tiếp tục mã số 2 mới được một cuộn dây Crew Carbon 100% đến từ hãng Daiwa. Cuộn này có tên là EX điểm viết tắt là Extended, là một cuộn dây hoàn hảo nhé, dây Crew Carbon hoàn hảo. Thì cuộn này có thông số là size 3.5, mắc tải là 14 lb, tương đương tải được 7 kg cá và dài 100 m, có đường kính tiếp nhận 0.310 mm, hàng lưu mới nguyên 100%, có cả tem mã vạch đầy đủ nhé. Dây chữ diêm trắng trong nhé, dây trắng trong nhé. Đấy, bên ngoài nó đang bọc một cái lớp một cái vòng vải bên ngoài để bảo vệ bên ngoài nhé. Dây sẽ dừng trong trong này, em cho bác xem qua lỗ này nhé. Đấy, hàng lưu mới nguyên này, em sẽ không bóc đây, cứ để nguyên này nhé. Đấy, ở bên nó sẽ là hàng lưu mới nguyên này, đây còn nguyên tem nhé, em sẽ không bóc nhé. Đằng sau in thông tin công nghệ đầy đủ này, từng size đừng cỡ đầy đủ nhé. Một cuộn dây Crew Carbon 100% hàng nội địa, ở con tổng số này size 3.5, dài 100 m, hàng lưu mới nguyên, dây trắng trong. Con này mã số 2 sẽ để giá là 270.000. Tiếp tục đến mã số 3 tiếp theo, một con dây Crew Carbon 100% leader nhé. Đấy, một con dây làm leader nhé. Con này đến từ hãng Duel HD, có thông số là size 4.0, mắc tải 16 lb, tương đương tải được 8 kg cá và đường kính chiếu diện là 0.330 mm, dài 100 m, made in Japan, chuẩn địa nhé. Đây, mã quét mã vạch đầy đủ nhé. Con này thích hợp làm leader câu nua này, nằm thẻo câu đơn đài này, hoặc nằm trục câu Ikara hoặc là câu ISO đấy nhé. Đấy nhé, là size 4.0 nhé. Hàng trên hàng lưu mới nguyên này, còn nguyên ghim này, còn nguyên ghim nhé, chưa bóc nhé. Đấy nhé, còn nguyên ghim nhé. Đấy, đằng sau in thông tin công nghệ đầy đủ nhé, từng size từng cỡ đầy đủ nhé. Đấy, và made in Japan, chuẩn địa nhé. Thì con dây này mã số 3 của dây Crew Carbon đến hãng Duel này, size 4.0, dài 100 m, con này sẽ để giá là 270.000. Mã số 3 270.000. Tiếp tục đến mã số 4 giới thiệu một con dây tiếp theo, một con dây Crew Carbon 100% hàng nội địa đến hãng Joynat này, Joynat nhé. Thì con này có thông số này size 3.0, mắc tải được 12 lb, tương đương tải được 6 kg cá, đường kính chiếu diện 0.285 mm, dài 100 m, có giá niêm yết là 2.400 yên này, tương đương tầm hơn 400.000 giá thị trường bây giờ. Thì con này sẽ là có mã quét mã vạch đầy đủ nhé, mã quét mã vạch đầy đủ nhé, made in Japan nhé. Đấy, dây của này sẽ dây có hơi màu hơi hồng trong nhé, màu hồng trong như này nhé. Đây, màu hơi màu hồng này nhé. Đấy, khi quấn trong cuộn nó sẽ ra màu này, khi bác kéo một sợi ra thì độ trong suốt cực kỳ cao nhé, nó cũng gần như tờ hình nhé. Đấy, tích hợp làm leader cô nua này, và làm thẻo đơn đài này, hoặc là làm trục cổ Ikara đều được nhé. Đấy nhé, đấy, hàng lưu mới nguyên 100% dây này. Đấy, rồi tiếp tục sang sau này, sang sau in thông tin công nghệ này, rồi từng size từng cỡ đầy đủ nhé, từng size từng cỡ đầy đủ nhé. Đấy, đây nhé, đấy đầy đủ nhé. Đấy, hàng lưu mới nguyên 100%, dây sẽ dây một lô trong này, khi cấu sợi ra gần như trong suốt nhé. Thì con dây là mã số 4 của dây Crew Carbon 100% đến hãng Joynat, thông số size 3.0, dài 100 m, hàng lưu mới nguyên, sẽ để giá là 280.000. Mã số 4 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 5 con dây tương tự vậy, một con dây cũng dây Crew Carbon 100% đến hãng Joynat này, hãng Joynat nhé. Con này có thông số là size 4.0, mắc tải là 16 lb, tương đương tải được 8 kg cá và đường kính chiếu diện là 0.330 mm, dài 100 m, có giá niêm yết là 2.600 yên, tương đương khoảng tầm 450 ra thị trường bây giờ. Có mã quét mã vạch đầy đủ nhé, made in Japan đấy nhé, hàng lưu mới nguyên, còn nguyên hộp nhé. Rồi tiếp tục sang sau này, ra sau in thông tin công nghệ đầy đủ này và từng size từng cỡ nhé, từng size từng cỡ đây nhé. Đấy, dây chữ dây cũng dây màu kiểu hơi màu hồng trong này nhé, màu hồng nhé. Đấy, khi nó quấn vào trong nô ấy thì là dây đèn nhau nên sẽ ra màu đậm như này. Khi bác kéo sợi một sợi ấy, thì độ trong suốt cực kỳ là cao nhé, nó gần như tàng hình nhé. Đấy nhé. Đấy, thích hợp làm leader này, thẻo của đơn đài này, hoặc làm trục của Ikara đều được nhé. Thì còn lại mã số 5 của dây Crew Carbon 100% size 4.0, dài 100 m, con này sẽ để giá là 280.000. Mã số 4 280.000. À đâu, mã số 5 280.000 nhé. Tiếp tục đến mã số 6 thì được tương tự vậy, một cuộn dây cũng dây Crew Carbon 100% đến hãng Joynat này, Joynat nhé. Một cuộn dây Crew Carbon 100% này thì con này có thông số là size 5.0, mắc tải được 20 lb, tương đương tải được 10 kg cá và đường kính chiếu diện 0.370 mm, dài 100 m, có giá niêm yết là 2.600 yên này, tương đương khoảng tầm 450.000 giá thị trường bây giờ nhé, giá mới ấy. Và mã quét mã vạch đầy đủ này, và made in Japan nhé. Đấy nhé. Đấy, thì cuộn này màu cũng giống tương tự hai cuộn kia thôi, cũng dây cũng hơi màu hồng trong nhé. Đấy nhá, khi quấn nô vào thì nó đè dây lên nhau ấy, thì nó nhiều dây đè nhau sẽ ra thành màu đậm này, còn khi bác kéo sợi một sợi ra ấy, thì độ trong suốt nó cực kỳ là cao nhé. Đấy nhá, thì hợp với làm leader câu nua này, hoặc làm thẻo câu săn hàng nhé, săn chấm đen khoảng được 10 kg, còn leader câu nua này các bác đánh cá nóc thoải mái nhé. Đấy nhá, đấy, hàng lưu mới nguyên. Đằng sau có in thông tin công nghệ đầy đủ này, từng size đầy đủ nhé, hàng lưu mới nguyên 100%. Thì con này mã số 6, mỗi dây Crew Carbon 100% đến hãng Joynat, thông số là size 5.0, dài 100 m, còn đấy sẽ để giá là 290.000. mã số 6 nhé. Tiếp tục đến mã số 7 giới thiệu dây cước ni lông, một con dây cước ni lông đến từ hãng IGK nội địa Mỹ Japan nhé. Đấy, thì cuộn này có tên là cái gì đây này, để tên Niva cơ gì á, Nike đây này. Đấy, thì cuộn này có thông số size 4.0, mắc tải là 16 lb, tương đương tải được 8 kg cá và đường kính chiếu diện 0.329 mm, cuộn này sẽ là dài 90 m nhé, dài 91 m, cuộn này sẽ dài 91 m nhé. Đây này, có giá 900 yên này, và bên này có mã quét mã vạch đầy đủ nhé, dây ni lông nhé.
dây quắc cơ các bạn, dây quắc cơ chứ không phải dây nai cơ, dây quắc cơ ni lông đấy nhá. Đấy đấy nhá. Đấy. Rồi tiếp tục em sẽ giới thiệu nó bên trong này. Bên trong cũng dây này, hàng như mới nguyên nhá, hàng như mới nguyên nhá. Đấy nhá. Đấy, nguyên tem mã vạch nhá. Dây ni lông này. Dây sẽ dây màu nâu trong nhá, màu nâu trong này các nhá. Đấy nhá, còn nguyên tem này, hàng như mới nguyên 100%. Qua nhìn dây này, cực kỳ là bóng luôn, còn cực kỳ là mới nhá. Đây, đấy, cực kỳ bóng nhá. Khi kéo sợi nhá, qua này, đây này, khi kéo sợi nhá, độ trong suốt cũng khá là cao nhá, độ trong suốt khá là cao nhá. Đấy nhá. Thích hợp làm thẻo câu chấm chép này, hoặc là làm chụp câu máy được nhá, hoặc chụp câu máy nhá, thẻo câu đơn đài này, hoặc làm chụp câu đơn đài, hoặc các bác có thể làm chụp câu máy được nhá, chụp câu máy được nhá. Thì con này mã số 7 một dây cước ni lông, một con dây walker đến hãng IVK size 4 chấm, dài 91 mét, hàng như mới nguyên 100%. Con này sẽ đẩy giá 520.000 mã số 7 nhá. Tiếp tục chuyển sang mã số 8. Mã số 8 chế độ con dây tương tự như vậy, một con dây cước ni lông, một cái dây walker ni lông này đến hãng IHK Mid Japan chuẩn nội địa nhá. Thì con này có thông số là size 3 chấm, mắc tải là 12 NB, tương đương tải được 6 kg cá, đường kính tiếp diện 0.285 mm, dài 90 mm, dài 90 mét nhá. Đấy nhá. Đấy, và bên này có mã vạch đầy đủ này, mã vạch đầy đủ nhá. Đây, rồi tục sang sau này, sang sau in thông tin công nghệ đầy đủ nhá. Đấy nhá, từng size từng cỡ này, từng size cỡ nhá. Rồi giờ sẽ bóc bên trong này, con này cũng là hàng lưu mới nguyên 100%. Đây, rồi xem này, cũng là hàng như mới nguyên 100%, còn nguyên tem nhé, nguyên tem chính hãng nhé. Dây sẽ dây hơi màu vàng nhé, hơi màu vàng trong này nhé. Đây các bạn nhìn này, các bạn nhìn sợi dây này cực kỳ là bóng luôn đấy nhá. Đấy, cực kỳ là mịn nhé. Đấy, thích hợp vào làm trục này, làm trục đơn đài này, hoặc làm trục câu máy này, hoặc có thể làm thẻo câu đơn đài đấy nhá, làm thẻo đơn đài nhé. Đấy nhá, dây cực kỳ là mịn luôn đấy nhá, hàng như mới nguyên 100%, ni lông quắc cơ nhé. Đấy, thì con này con mã số 8 em có dây cước ni lông, một dây cước ni lông đến hãng IHK walker ni lông này, size 3 chấm, mắc tải 6 kg cá, dài 91 mét. Con này sẽ để 120.000 mã số 8 nhé, mã số 8 120.000. Tiếp tục đến mã số 9, mã số 9 em giới thiệu ba một cuộn dây pro carbon 100% đến hãng Beckley nhé, Beckley nhé. Con này có tên là Vanit nhé. Đấy, thì con này có thông số là size 1.2, mắc tải được 5 NB, tương đương tải được 2.3 kg cá này, và đường kính tiếp diện 0.195 mm, dài 150 mét nhé, hàng lưu mới nguyên nhé, cứ 75 mét có một vạch đánh dấu nhé, 75 mét vạch đánh dấu nhé. Đấy nhá, một cuộn dây fluorocarbon 100% đến hãng Beckley này. Đấy, dây sẽ dây một trắng trong nhé, siêu trong suốt, coi như này, coi như nó vào cuộn này, coi như này. Đấy, cực kỳ là mịn nhé, cực kỳ mịn nhé. Đây này, đó, hàng lưu mới nguyên 100%, nguyên tem, đằng sau có in thông tin thông số này, từng size từng cỡ này, và có mã quét đầy đủ nhé, mã quét đầy đủ nhé. Con này sẽ sản xuất tại Made in Japan, chuẩn địa nhé, chuẩn địa nhé. Thì con này mã số 9 của dây fluorocarbon 100% đến hãng Beckley, size 1.2, mắc tải được 2.3 kg cá, dài 150 mét. Con này sẽ để giá là 230.000 mã số 9 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 10. Mã số 10 em chế độ con dây fluorocarbon tiếp theo, một con dây fluorocarbon 100% đến hãng Beckley này. Thì con này có thông số là size 0.8, mắc tải được 3 NB, tương đương tải được 1.58 kg cá, và đường kính tiếp diện là 0.161 mm, dài 150 mét, hàng như mới nguyên. Con này có tên là Vanit nhé, fluorocarbon 100% này. Dây vẫn là dây màu trắng trong, nhâm trắng trong nhé, siêu trong suốt nhé. Thích hợp con làm thẻo câu đơn đài nhé, thẻo câu đơn đài nhé, câu rô giếc chép đều ok nhé. Đấy, đấy, hoặc các bác có thể là làm trục câu suối được nhé, làm trục câu suối nhé. Đây, dưới hông này, fluorocarbon 100%. Rồi tiếp tục ra sau này, sang sau in thông tin công nghệ đầy đủ này, và trên này có mã quét đầy đủ nhé, mã quét đầy đủ nhé. Sản xuất tại Made in Japan, chuẩn nội địa. Thì con này mã số 10 một con dây fluorocarbon 100% đến là hãng Beckley, size 0.8, dài 150 mét, hàng lưu mới nguyên 100%. Con này sẽ để giá là 230.000 mã số 10 nhé. Tiếp tục mã số 11. Mã số 11 em giới thiệu một dây PE. Em có một con dây PE chuyên làm thẻo này, chuyên làm thẻo câu đơn đài nhá. Thì con dây này đến từ hãng Daiwa này. Con này có tên Daiwa PE đấy. Đấy, có đầy đủ tất cả công nghệ này, công nghệ chống bào mòn này, chống thấm nước đầy đủ nhá. Thì con này có thông số là size 3 chấm, mắc tải được 37 NB, tương đương 37 NB, tương đương sẽ tải được khoảng tầm 15-16 kg cá nhé, tải được 15-16 kg cá nhé, và dài 75 mét, dài 75 mét nhé. Thì con này thích hợp cho làm thẻo nhé. Đây, dây sẽ dây màu xanh sậm này nhé. Đấy, thì hợp cho là câu chấm đen này, câu cá chép này thì hợp lý nhé. Đấy, con này sẽ cũng là hàng lưu mới nguyên 100%, hàng lưu mới nguyên nhé. Một cuộn dây PE đến hãng Daiwa, đằng sau in thông tin công nghệ này, và từng size từng cỡ đầy đủ nhé, mã quét đầy đủ nhé. Đấy, và Made in Japan chuẩn địa. Chỗ này có cái tem này, tem dưới này này, em sẽ bóc ra xem nhé. Đấy, bóc cái tem. Đây, Made in Japan chuẩn địa đây nhé các bạn nhé. Đây là hơi khó nhìn, đây các bạn nhìn rõ. Made in Japan chuẩn địa nhé. Đấy, hàng lưu mới nguyên 100%, một con dây PE chuyên làm thẻo size 3 chấm, dài 75 mét, đến từ hãng Daiwa chính hãng. Con này sẽ để giá là 170.000 mã số 11 nhé. Tiếp tục mã số 12. Mã số 12 em sẽ động một dây fluorocarbon 100%, dây fluorocarbon 100% này đến từ hãng Evergreen. Thì con này có thông số là size 4 chấm, mắc tải là 16 NB, tương đương tải được 8 kg cá, và đường kính tiếp diện là 0.360 mm, dài 100 mét nhé, hàng nội địa Made in Japan. Dây sẽ dây trắng trong nhé, siêu trong suốt nhé. Thích hợp bác làm
làm leader con đua này, làm thẻo đơn đài hoặc là làm trục cậu Ikara đều được nhé. Đấy nhá. Đấy, hàng lưu mới nguyên, hàng lưu mới nguyên nhé. Còn nguyên tiền phong này, tiền phong dán trên này các bác nhé. Này. Tiền phong dán trên này nhé. Đấy. Có giá lên mức là 2600 miết này, tương đương khoảng tầm 450.000 giá thị trường giá mới bây giờ nhé. Đấy. Một cuộn dây Pastel này, Pastel Magic Head nhé. Đấy, size 4 chấm. Đây, thủ tục sang sau này, sang sau in thông tin công nghệ này. Đấy, và có mã quét nó vạch đầy đủ nhá, mã quét nó vạch đầy đủ nhá. Thì con này cũng là hàng lưu mới nguyên 100%, một cuộn dây fluorocarbon size 4 chấm dài 100m, hàng lưu mới nguyên, dây trắng trong, sẽ để giá 180.000, mã số 12. Tiếp tục mã số 13. Mã số 13 giới thiệu một cuộn dây Varivat, một cuộn dây cước ni lông, một cuộn dây cước ni lông Varivat nhé. Thì con này có thông số là size 3.5, size 3.5 này, mắc tải được 16 lb, tương đương tải được 8 kg cá và dài 150m, size 3.5 thì đường kính chiếc diện sẽ 0.310mm, mắc tải 8 kg cá nhé. Đấy. Có giá niêm yết là 2.100 miên này, tương đương khoảng tầm 350.000 giá thị trường bây giờ và dài 150m. Đấy nhá. Đấy. Một cuộn dây game nhé, một dây game Varivat này. Đấy nhá, có thông số đầy đủ nhá. Dây sẽ dêm trắng trong nhá, siêu trong suốt nhá. Đấy nhá. Đấy. Tích hợp với làm thẻo câu đơn đài này, làm trục đơn đài đều ok nhá, hoặc các bác rẻ làm chụp cô máy được nhá, chụp cô máy. Đây, hàng lưu mới nguyên 100%. Đằng sau có in thông tin này, thông tin công nghệ sản xuất này, đây nhá. Đấy nhá. Đấy. Và từng size đường cỡ đầy đủ nhá. Trên đây có mã vạch này, có mã vạch này. Thế nhá. Thì cuộn dây này mã số 13, mã số 3 có cuộn dây cước ni lông, một cuộn dây cước ni lông đến từ hãng Varivat size 3.5, mắc tải được 8 kg cá, dài 150m, hàng lưu mới nguyên. Cuộn này sẽ để giá là 170.000, mã số 13. Tiếp tục mã số 14. Mã số 14 em giới thiệu cuộn dây fluorocarbon, một cuộn dây fluorocarbon 100% đến hãng siêu cua này. Cuộn này có tên là siêu cua nhé, không có tên gì cả nhé. Đây siêu cua 130. Thì cuộn này có thông số là size 2.5. Size 2.5 mắc tải được 10 lb, tương đương tải được 5 kg cá và đường kính chiếc diện 0.260mm, dài 130m, có giá niêm yết 2.300 miên này, tương đương khoảng tầm 400.000 giá thị trường giờ. Thì con này có mã quét đầy đủ nhá, mã quét đầy đủ nhá. Đấy. Thủ tục sang sau này, sang sau in thông tin công nghệ này, in thông công nghệ nhá. siêugua.ne.gp nhá. Đấy. Dây sẽ xem trắng trong, con này sẽ là hàng lưu mới nguyên nhá. Hàng lưu mới nguyên nhá. Đây này. Còn nguyên đai nhá, nguyên đai nhá. Đấy nhá. Đấy, dây sẽ xem trắng trong con này. Đấy, qua nhìn cuộn này. Và tầng tầng lớp lớp nhé. Thì hợp bác làm thẻo câu đơn đài này, làm leader này, làm trục câu Ikara đều được nhé. Thì cuộn dây này mã số 14. Mã số 14 em có cuộn dây fluorocarbon 100% đến hãng siêu vua, size 2.5, dài 130m, hàng lưu mới nguyên, dây trắng trong. Cuộn này sẽ để giá là 250.000, mã số 14. Tiếp tục mã số 15. Mã số 15 em giới thiệu bác một cuộn dây fluorocarbon 100% đến hãng Duel Haco và có thông số là size 0.8, mắc tải được 3 lb, tương đương tải được 1.5 kg cá và đường kính tiết diện 0.155mm, dài 100m, hàng lưu mới nguyên 100%, fluorocarbon cộng nhá, fluorocarbon bonus đấy. Đấy. Và cuộn dây này sẽ dây một trắng trong, siêu trong suốt, độ tàng hình cực kỳ là cao, tích hợp bác làm thẻo câu đơn đài này, thẻo câu rô, câu giếc, câu chép này, hoặc có thể làm thẻo câu suối cũng đều ok nhá. Đấy nhá, đấy. Dây cực kỳ là mịn luôn, cực kỳ trong suốt luôn nhá. Đấy. Rồi tiếp tục răng sau in thông tin công nghệ này và từng size đẳng cỡ đầy đủ và made in Japan chuẩn nội địa và trên này có mã quét đầy đủ nhá. Thì cuộn dây này mã số 15, mã số 15 em có một dây fluorocarbon cộng, thông số size 0.8, mắc tải là 1.5 kg cá, dài 100m, dây một trắng trong, hàng lưu mới nguyên. Thì cuộn dây này mã số 15 sẽ để giá là 200.000, mã số 15. Tiếp tục mã số 16. Mã số 16 em giới thiệu bác một dây fluorocarbon ni lông, một cái dây fluorocarbon ni lông đến từ hãng Duel Haco này. Có thông số là size 2 chấm, mắc tải được 8 lb, tương đương tải được 4 kg cá và đường kính chiếc diện 0.235mm, dài 100m, hàng lưu mới nguyên 100% made in Japan nhé. Đấy. Dây sẽ dây màu xanh, dây màu xanh trong nhé, dây xanh trong nhé. Dây cực kỳ là mịn luôn, qua nhìn dây này. Đấy, cực kỳ là mịn, cực kỳ là bóng nhé. Đấy. Hiện tại em đang dùng một cuộn này này. Các bác có thể vừa làm trục vừa làm thẻo đều ok nhé. Câu cực kỳ là ngon luôn. Em đang dùng một cuộn như này. Đấy nhé. Đấy. Đấy nhá. Dây mà bình thường sẽ màu xanh đậm đúng không? Các bác khi cáo sợi này, độ trong suốt cực kỳ là cao nhá. Màu xanh gần như là không còn màu xanh nữa, độ trong suốt cực kỳ cao nhá. Đấy nhá. Các bác làm trục làm thẻo đều ok nhá. Đấy nhá. Đấy. Thì cuộn dây mã số 16, mã số 16 em cũng là dây fluorocarbon ni lông đến từ hãng Duel Haco size 2 chấm, mắc tải được 4 kg cá, dài 100m, hàng lưu mới nguyên, sẽ để giá 180.000, mã số 16. Tiếp tục mã số 17. Mã số 17 em giới thiệu con dây tương tự, một con dây fluorocarbon ni lông này đến từ hãng Duel Haco, có thông số là size 4 chấm, mắc tải được 8 kg cá và đường kính chiếc diện là 0.331mm, dài 100m, hàng lưu mới nguyên 100%, made in Japan nhé. Đấy nhá. Đấy. Dây cũng dây màu giống xì cuộn mã số 16 kia, dây cũng dây màu xanh nhé, màu xanh nhé. Đấy nhá. Đấy. Khi trong cuộn sẽ màu xanh này, khi các bác kéo sợi ra độ trong suốt cực kỳ là cao nhé. Đấy nhá. Đấy, nó gần như là mất cả màu xanh luôn, mất cả màu xanh nhé. Đấy. Thì cuộn này size 4 chấm thì hợp với bác vừa làm trục vừa làm thẻo ok nhé, vừa làm trục vừa làm thẻo ok nhé. Đấy, mắc tải là 8 kg cá, hàng lưu mới nguyên. Đằng sau in thông tin công nghệ này, từng size đều có đầy đủ nhé, made in Japan này, mã quét đầy đủ nhé. Đấy. Thì cuộn dây mã số 17. Mã số 17 em có một dây fluorocarbon ni lông size 4 chấm, mắc tải 8 kg cá, dài 100m, hàng lưu mới nguyên, sẽ để giá 180.000, mã số 17 nhé. Tiếp tục mã số 18. Mã số 18 giới thiệu ông cuộn dây cước ni lông,
một cuộn dây cước ni lông đến từ hãng Sanzo nội địa nhé. Sanzo nội địa này thì con này có tên là Super GTR nhé, có thông số là size 2.5, mắc tải được 10 lb, tương đương tải được 5 kg cá, đường kính tiếp nhận 0.265 mm, dài 100 m, hàng lưu mới nguyên đấy nhé, dài 100 m đây các nhé. Đó, hàng lưu mới nguyên, dây sẽ dây màu xám nhé, dây màu xám đục nhé, dây xám đục nhé. Thì con này tích hợp cho làm câu Ikra này, Ikra này, hoặc có thể làm trục câu ISO này, trục câu ISO này, hoặc có thể làm thẻo câu đơn đài đều được nhé, đây nhé. Đó, hàng lưu mới nguyên 100% đấy nhá, chưa bóc tem nhá. Đằng sau có in thông tin này, đây này, từng loại nhá, đây nhá, đây gọi là GTR series nhá, đầy đủ các loại này, đây nhá, Super GTR này, GTR Limited này, Pro Carbon này, và quận dây là X2 PE nhá, X2 PE nhá, đấy nhá, đầy đủ các loại nhá, đây, Made in Japan, chuẩn bị hàng còn nguyên tem nhá, nguyên tem nhá. Dây sẽ dây màu nâu đục này, màu nâu đục, màu xám đục này nhá. Thì con dây là mã số 18 con dây cước ni lông đến hãng Sanzo, size 2.5, dài 100 m, hàng lưu mới nguyên 100%, sẽ để giá là 140.000 mã số 18. Tiếp tục mã số 19 em giới thiệu con dây Pro Carbon 100% đến hãng Chua này. Một con dây này có thông số là size 1.2, mắc tải được 2.5 kg cá và đường kính tiết diện 0.185 mm, dài 130 m, có giá niêm yết là 2.000 yên, tương đương khoảng tầm 360.000 giá thị bây giờ đấy nhá. Đấy, dây sẽ dây một trắng trong, dây một trắng trong nhá, siêu trong suốt nhá, siêu toàn hình nhá, tích hợp vào làm thẻo cơ đơn đài này, hoặc làm trục cấu Ikara đều được nhá, đây nhá. Đấy, size 1.2, mắc tải được 2.5 kg cá, dài 130 m này, đấy nhá. Đấy, đấy nhá, còn nguyên tem nhá, hàng sẽ là hàng như mới nguyên 100%, chưa bóc tem. Bên này sẽ có mã vạch này, mã vạch nhá. Thì con dây mã số 19 này, con dây Pro Carbon 100% size 1.2 đến hãng siêu vua, mắc tải được 2.5 kg cá, dài 130 m, con này sẽ để giá là 240.000 mã số 19. Tiếp tục mã số 20 cuộn dây tương tự vậy, một cuộn dây Pro Carbon 100% đến hãng siêu vua, một cuộn dây này có thông số là size 1.5, mắc tải được 6 lb, tương đương tải được 3 kg cá và đường kính tiết diện 0.205 mm, dài 130 m, và có giá niêm yết là 2.000 yên, tương đương khoảng tầm 360.000 giá thị trường bây giờ nhé. Dây cũng dây là dây trắng trong, dây trắng trong nhé, đây nhé các bạn nhé, dây trắng trong nhé, siêu trong suốt nhé, thích hợp với làm thẻo câu đơn đài này, làm leader câu nua câu suối nhé, hoặc có thể làm thẻo câu suối được nhé, đây nhé. Đấy, hàng lưu mới nguyên 100%, dài 130 m, bên đằng sau có in thông tin này, công nghệ này, và có mã quét đầy đủ nhé, mã quét đầy đủ nhé. Hàng lưu mới nguyên 100%, mã số 20, một con dây Pro Carbon 100% size 1.5, dài 130 m, hàng lưu mới nguyên, dây trắng trong, sẽ để giá là 240.000 mã số 20. Tiếp tục mã số 21 em có con dây tương tự vậy, một con dây Pro Carbon 100% đến hãng Showa, cũng thông số là size 1.7, size 1.7 tương đương sẽ tải được 3.5 kg cá và đường kính tiết diện là 0.218 mm, dài 130 m, và có giá niêm yết là 2.000 yên, 2.000 yên tương đương khoảng tầm 360.000 giá thị trường bây giờ. Dây sẽ dây trắng trong nhé, dây trắng trong nhé, hàng sẽ là hàng lưu mới nguyên 100%, hàng lưu mới nguyên 100%, chưa bóc ra 1 m là quá nhé. Đây, hàng lưu mới nguyên nhé, dây trắng trong nhé, đây, độ sản xuất cực kỳ cao nhé, thì họ có làm thẻo câu đơn đài này, làm leader câu nua này đều ok nhé. Đó, dài 130 m, đằng sau in thông tin công nghệ này, và có mã quét đầy đủ nhé, mã quét đầy đủ nhé. Đấy, thì con dây là mã số 21, mã số 21 con dây Pro Carbon 100% size 1.7, dài 130 m, hàng lưu mới nguyên, dây trắng trong, sẽ để giá là 240.000 mã số 21. Tiếp tục mã số 22 chỉ tiêu con dây Pro Carbon tiếp theo, một con dây Pro Carbon 100% đến từ hãng Siêu này. Thì con này có thông số là size 5.0, mắc tải được 20 lb, tương đương tải được 10 kg cá và đường kính tiết diện 0.370 mm, dài 130 m, dài 130 m, có giá nên biết là 2.300 yên này, tương đương khoảng tầm 400.000 giá thị trường bây giờ đấy nhá. Đấy, dây sẽ dây dài 130 m, hàng lưu mới nguyên nhé. Đây, dây sẽ dây trắng trong siêu trong suốt nhé, gần như tàng hình nhé, thích hợp vào làm leader câu nua này, làm thẻo câu khu săn hàng nhé, làm thẻo săn hàng nhé, size 5 chấm săn hàng hoặc câu chép thoải mái nhé. Ở ra sau in thông tin này, rồi là có mã quét đầy đủ, hàng lưu mới nguyên 100%, dây dây trắng trong nhé, dây trắng trong nhé. Thì con dây mã số 22 em có một dây Pro Carbon 100% đến hãng Sugo, size 5 chấm, mắc tải được 10 kg cá, dài 130 m, hàng lưu mới nguyên, sẽ để giá là 240.000 mã số 22. Tiếp tục mã số 23 cuộn dây tương tự vậy, một cuộn dây Pro Carbon 100% đến hãng siêu vua này, một cuộn dây có thông số là size 2.0, mắc tải được 8 lb, tương đương tải được 4 kg cá và đường kính tiết diện 0.235 mm, dài 130 m, có giá niêm yết 2.000 yên, tương đương khoảng tầm 360.000 giá thị trường bây giờ. Dây sẽ dây trắng trong nhé, dây trắng trong coi nhìn này, dây trắng trong nhé, siêu trong suốt, siêu toàn hình nhé, thích hợp cho làm thẻo câu đơn đài này, làm leader câu đua đều ok nhé, hoặc làm trục câu Ikara đều được nhé, đấy nhé. Đấy, dây trắng trong khi kéo sợi ra, cái dòng này kéo sợi ra, độ trong suốt cực kỳ là cao nhé, độ trong suốt cực kỳ là cao nhé, hàng lưu mới nguyên 100%. Đằng sau in thông tin này, và có mã quét đầy đủ nhé, mã quét đầy đủ nhé. Thì cuộn dây là mã số 23 một dây Pro Carbon 100% đến hãng Chihua, và có thông số là size 2.0, mắc tải được 4 lb, dài 130 m, hàng lưu mới nguyên, sẽ để giá là 240.000 mã số 23. Tiếp tục mã số 24 em giới thiệu một dây PE, một con dây PE đến hãng
gear dream nhé. Đấy, một con JPEG có thông số là size 0.3 này, mắc tải được 8 NB, tương đương tải được 3,6 kg cá, dài 100 m. Dây sẽ dây màu multi này nhé, màu multi nhé. Con này đến từ hãng Arus Kajik nhé, Arus Kajik Japan này, Mid Japan chuẩn lựa nhé. Đấy, dây màu multi này nhé, dây multi nhé. Dây khá là bị nhé, 0.3 này khi hợp bác nào câu suối này, câu UN Uchanai thì con này cực kỳ là ngon nhé, đấy nhá. Đấy, đấy nhá. Dây cực kỳ là mịn luôn. Dây sẽ dây X4 nhé, dây X4 báo luôn các bác nhé, dây X4 nhé, đấy nhá. Mình sợi của nó cực kỳ là mịn nhá. Tiếp tục sang sau này, sang sau in thông tin công nghệ là từng size từng cỡ đầy đủ nhé, có mã quét đầy đủ nhé, Mid in Japan chuẩn lựa. Tiếp con dây là mã số 24, một dây PE đến từ hãng A Arus Kajik nhé, Arus Kajik A3 này, là size 0.3, dài 150 m, JPE sẽ để giá là 330.000, mã số 24. Tiếp tục mã số 25 sẽ là một con dây cước inox, một con dây cước inox đến từ hãng Daiwa City nhé, Daiwa City này, một con dây Dura Bra 1500, dây cước inox nhé. Con này có thông số là size 4 chấm, mắc tải được 16 NB, tương đương tải được 8 kg cá và đường kính chỉ diện là 0.330 mm, dài 150 m, Mid Japan nhé. Đây, đằng sau in thông tin công số này, từng size từng cỡ đầy đủ nhé, Mid Japan chuẩn lựa nhé. Đấy, mã quét này thì con em thấy người ta đã bóc ra sử dụng một ít rồi đấy nhé. Đấy nhá, em thấy người ta bóc ra sử dụng, con này còn khoảng tầm nửa nhé, con này còn khoảng tầm 75 80 m nhé. Dây sẽ dây màu màu xám nhé, màu xám nhận màu xám trong nhé, màu xám trong nhé, đây nhá. Đấy, không phải màu xám đục đâu, màu xám trong nhé. Dây khá là mềm nhé. Đây này, con này còn đúng 75 m luôn, 75 m nhé. Đây này, đúng vạch đi dấu này nhé. Đấy, cứ 75 m có một vạch mà, 75 m một vạch mà, đây này, 75 m nhé. Đấy nhá. Đấy, thì con này còn đúng 75 m. Thì con dây mã số 25 em có con dây cước ninông đến từ hãng Daiwa City, size 4 chấm, dài 75 m, mắc tải được 8 kg cá, thì con này sẽ để giá 100.000, mã số 25 nhé. Bên trong sẽ là hàng dây là hàng lưu nhé. Đấy, tại vì người ta sử dụng bao nhiêu người ta cắt bấy nhiêu, còn bên trong sẽ là hàng lưu nhé. Thì con dây mã số 25 sẽ để giá 100.000, mã số 25. Tiếp tục mã số 26 giới thiệu một dây carbon inox, một dây fluoro carbon inox đến từ hãng Duel nhé, Duel Hardcore này, có thông số là size 3.5, mắc tải được 14 NB, tương đương tải được 7 kg cá và đường kính chỉ diện 0.309 mm, dài 100 m, hàng lưu mới nguyên 100%, Mid in Japan chuẩn rịa nhé. Dây sẽ dây màu xanh nhé, dây màu xanh nhé. Đấy, thì con này thích hợp vào làm trục được này, làm thẻo câu đơn đài rồi nhé. Đấy, làm trục thẻo câu đơn đài đều ok nhé. Đấy, dây khá là mềm đấy nhá. Đấy, nó không bị cứng quá. Đây, con em đang dùng một cuộn này cực kỳ là ngon luôn, cực kỳ là ngon nhá. Đằng sau có in thông tin thông số công nghệ này, từng size từng cỡ đầy đủ này, Mid in Japan này, có mã cỡ đầy đủ nhá. Đấy, hàng lưu mới nguyên 100%. Thì con trên mã số 6, một dây fluoro carbon inox đến từ hãng Duel Hardcore, size 3.5, mắc tải được 7 kg cá, dài 100 m, hàng lưu mới nguyên, sẽ để giá 180.000, mã số 26. Tiếp tục mã số 27. Mã số 27 giới thiệu con dây cước inox, một con dây cước inox đến từ hãng Varivac, một con dây Vmax này, Vmax Strong này, có thông số là size 2.5, mắc tải được 6 kg cá, đường kính chiết diện là 0.260 mm, dài 150 m, có giá niêm yết là 1.600 yên nhé. Đấy nhá. Đấy, dây sẽ dây màu trắng trong này, dây trắng trong nhé, độ sâu chốt cực kỳ cao nhé, cái vỏ nó đang bị vàng một chút, em sẽ bóc cho bác xem bên trong nhé. Đằng sau nó có in thông tin công nghệ này, thông tin công nghệ đầy đủ này, có mã quét đầy đủ nhé. Giờ em sẽ bóc nó bên trong bác xem luôn. Đây, bên trong có một dây như này, một dây nhé. Đây, khi qua nhà đấy, độ trong suốt cực kỳ là cao nhé, độ trong suốt cực kỳ là cao nhé. Đấy, khi kéo sợi ra nó gần như tàng hình nhé. Đây, kéo sợi nhé, đây này, làm sẽ kéo sợi nhé, độ trong suốt, độ tàng hình cực kỳ là cao nhé. Đấy, đây nhé, còn nguyên tem niêm phong nhé, hàng như mới nguyên 100%. Thì con dây là mã số 27, một dây cước ninông, một con dây cước ninông size 2.5 đến từ hãng Varivac Venmax, mắc tải được 6 kg cá, dài 150 m, thì con này sẽ để giá là 160.000, mã số 27, 160.000 nhé. Tiếp tục mã số 28, mã số 28 em giới thiệu bằng một con dây pro carbon 100% đến từ hãng Beckley, con này có tên là Vanit Ultra và có thông số là size 3 chấm, mắc tải được 12 NB, tiêu đơn tải được 6 kg cá và đường kính chỉ diện là 0.285 mm, dài 300 m, hàng lưu mới nguyên. Dây sẽ dây màu trắng trong, dây trắng trong nhé, độ trong suốt cực kỳ là cao nhé, khi xuống nước gần như tàng hình tuyệt đối nhé. Đấy nhé, đấy, đây này nó sẽ quảng cáo nhé, độ trong suốt cực kỳ là cao nhé. Đấy, xuống nước gần như tàng hình này. Đấy nhé, rồi tiếp tục răng sau in thông tin này, rồi là có mã quét mã vạch đầy đủ này, có giá em biết là 3.580 yên này, tương đương khoảng tầm 600.000 giá thị trường bây giờ. Qua đây sẽ sản xuất tại Mỹ nhé, đấy nhé, đấy nhé, đấy, nó sẽ quảng cáo này, độ trong suốt cực kỳ cao luôn. Đấy nhá, hàng như mới nguyên 100%. Thì còn dây là mã số 28, một dây fluoro carbon 100% size 3 chấm đến là hãng Beckley, dài 300 m, hàng như mới nguyên, sẽ để giá là 330.000, mã số 28. Tiếp tục mã số 29 em giới thiệu bằng một con JPE đến là hãng IRK Mid Japan chuẩn lựa nhé. Thì con này có tên là Real Sport G-Show và có thông số là size 0.8, mắc tải được 5 kg cá và dài 100 m. Dưới này có mã quét đầy đủ này, mã quét đầy đủ nhá, trang web đầy đủ nhá. Đấy, đây ra sau này, ra sau in thông tin thông số này, từng size này có đầy đủ nhá, và có cái hướng dẫn ra dây này, hướng dẫn ra dây nhá. Dây sẽ dây màu trắng muốt nhá, đây nhá, màu trắng đục nhá, đây nhá. JPE này không thể trong suốt được rồi, đây nhá, sẽ ra màu trắng này nhá. Đấy, dây sẽ dây BX4 nhá,
dây cực kỳ là mịn luôn, cực kỳ mịn nhé. Thi hợp các câu ngâm này, câu ngâm này, câu nua này, câu mực này, câu câu dích đều ok nhé. Thì cuộn dây này mã số 29, mã số 29 của dây PE đến hãng IOK, size 0.8, dài 100m, con này sẽ để giá là 220.000, mã số 29 nhé. Tiếp tục mã số 30. Mã số 30 em giới thiệu bằng dây cước ninông, một cuộn dây cước ninông đến hãng IOK nội địa. Thì con này có thông số là size 3 chấm, mắc tải được 12 NB, tương đương tải được 6 kg cá. Đường kính tiếp nhận là 0.288mm, dài 100m, có giá niêm yết là 1.300mm này, tương đương khoảng tầm 200.000 giá thị trường bây giờ. Made in Japan, chuẩn nội địa nhé. Dưới này có mã quét đầy đủ này. Rồi tiếp tục ra sau in thông tin thông số từng size là cỡ đầy đủ nhé, từng size là cỡ đầy đủ nhé. Còn dây này sẽ dây màu xám trong nhé, màu xám trong này các nhá, đấy nhá. Dây nhìn cực kỳ là mịn luôn nhá, cực kỳ là bóng nhá. Đấy. Dây sẽ dây màu xám đúng không? Khi bác kéo sợi ra, kéo một sợi ra thì là độ thông suốt cực kỳ là cao. Còn khi các bác quấn nô thì nó sẽ ra màu sậm này nhá, màu sậm này nhá. Đấy. Khi kéo sợi ra độ thông suốt cực kỳ là cao nhá, đấy nhá. Đấy. Hàng lưu mới nguyên 100%. Thì con dây này mã số 30 của dây cước ninông đến hãng IOK, size 3 chấm, dài 100m, hàng lưu mới nguyên sẽ để giá 100.000, mã số 30. Tiếp tục mã số 31. 31 em giới thiệu 31 dây cước ninông tiếp theo, một dây cước ninông hàng nội địa này của hãng Yamatoro này đấy, và có thông số là size 4 chấm, mắc tải được 16 NB, tương đương tải được 8 kg cá, và đường kính tiếp nhận 0.330mm, dài 105m, có giá này biết là 1.250 yên, tương đương khoảng tầm 200.000 giá thị trường bây giờ, và có mã quét đầy đủ nhá, mã quét đầy đủ nhá. Đấy, thì cuộn dây này cũng dây hàng lưu mới nguyên 100% nhá. Dây sẽ dây màu cam đục này, màu cam đục nhá. Thích hợp bằng công ngâm này, nằm thẻo của đơn đài này, hoặc là nằm trục câu ISO hoặc Ikada đều được nhá, đấy nhá. Đấy, hàng lưu mới nguyên 100% đấy nhá. Rồi tiếp tục ra sau in thông tin công nghệ đầy đủ này. Đấy, từng size này cỡ nhá. Made in Japan, chuẩn nội địa nhá, chuẩn nội địa nhá. Thì cuộn dây này mã số 31. Mã số 31 của dây cước ninông đông size 4 chấm, mắc tải là 8 kg cá, dài 150m, hàng nội địa sẽ để 120.000, mã số 31. Tiếp tục mã số 32. Mã số 32 em sẽ được bao dây cước ninông, một con dây cước ninông đến hãng IOK nhá, IOK nhá, Made in Japan, chuẩn nội địa nhá. Thì con dây này có thông số là size 5 chấm này, mắc tải được 20 NB, tương đương tải được 10 kg cá, và đường kính tiếp diện là 0.370mm, dài 90m, có giá niêm yết là 1.000 yên. Dây sẽ dây hàng lưu mới nguyên nhá, còn nguyên tem phong này, nguyên tem phong này. Đây này, còn nguyên tem đấy nhá, bạn nhá. Nguyên tem phong nhá, hàng lưu mới nguyên 100%. Đây là tem này. Tem đấy nhá. Đấy, hàng lưu mới nguyên. Bên trong sẽ bọc một lớp giấy bóng bên trong này nhá. Đấy đây nhá. Đó, dài 90m, dài 90m nhá. Thi hợp bác làm chụp câu đơn đài này, làm kéo đơn đài hoặc làm chụp câu Ikeda hoặc là ISO đều được nhá. Ikeda ISO đều được nhá. Đằng sau in thông tin thông số này, từng size từng cỡ nhá. Dưới này này, đây IOK này, và có mã quét đầy đủ, mã quét đầy đủ nhá. Thì con dây này mã số 32, một con dây cước ninông đến là IOK size 5 chấm. Mắc tải là 10 kg cá, dài 90m, hàng lưu mới nguyên sẽ để giá 100.000, mã số 32. Tiếp tục mã số 33. Mã số 33 em giới thiệu bao con dây cước ninông tiếp theo, một con dây cước ninông này đến đây hãng IOK nhá. Thì con này có thông số là size 3 chấm, mắc tải được 12 NB, tương đương tải được 6 kg cá, và đường kính tiếp diện là 0.285mm, dài 100m, dài 100m nhá, và có giá niêm yết là 1.260 yên, tương đương khoảng tầm 200.000 giá thị trường bây giờ. Đằng sau in thông tin này mã quét đầy đủ nhá, Made in Japan, chuẩn nội địa nhá, từng size này cỡ nhá. Đấy, dây con này sẽ dây màu xám trong nhá, đấy nhá, hàng lưu mới nguyên nhá, dây xám trong đấy nhá. Đấy, khi bác kéo sợi ra độ thông suốt của con này cũng khá là cao nhá, độ thông suốt khá là cao nhá, khi xuống nước nó gần như là độ thông suốt nó hòa vào nước, nó gần như tàng hình nhá, gần như tàng hình nhá, hàng lưu mới nguyên 100%. Thì con dây này mã số 33 một dây cước ninông đến hãng IOK, có thông số là size 3 chấm, mắc tải là 6 kg cá, dài 100m, hàng lưu mới nguyên 100%, dây màu xám trong. Thì con này sẽ để ra 140.000, mã số 33. Tiếp tục mã số 34 em sẽ đưa bác con dây Pro Carbon 100% đến từ hãng Sugar, con này có tên là ASE nhé, và có thông số là size 6 chấm, mắc tải được 26 NB, tương đương tải được 12 kg cá, và đường kính tiếp diện là 0.45mm, dài 100m, Pro Carbon 100%, có giá niêm yết là 5.400 yên này, tương đương khoảng tầm 900.000 giá thị trường bây giờ. Dây sẽ dây màu trắng trong nhé, dây màu trắng trong nhé, siêu trong suốt luôn, đây cho bác xem qua này. Đấy, siêu trong suốt nhé, thích hợp bác làm leader câu đua này hoặc làm thẻo câu săn hàng nhé. Thì con em thấy người ta đã bóc ra sử dụng hết khoảng tầm 3 năm đến 40 mét, bóc ra sử dụng hết khoảng tầm 3 năm đến 40 mét, thì con này còn khoảng tầm 60 mét nhé, còn khoảng tầm 60 mét nhé, đấy nhá. Đấy, thì là người ta sử dụng bao nhiêu người ta bóc bấy nhiêu, còn bên trong chắc là dây lưu mới nhé, coi như này xếp dây từng tầng lớp nhé, cực kỳ là mịn luôn, cực kỳ là bóng nhé. Đây cho bác xin kéo sợi qua này, đây kéo sợi qua nhé, độ trong suốt cực kỳ là cao nhé. Đấy, thì hợp bác làm leader câu nua này hoặc làm thẻo săn hàng đều ok nhé, thẻo săn hàng đều ok nhé. Thì con dây là mã số 34 của dây Pro Carbon 100% đến lại siêu vua, còn khoảng tầm 60m, con này sẽ để giá là 220.000, mã số 34. Tiếp tục mã số 35, mã cuối cùng em giới thiệu bác một con dây PE đến hãng Shimano này, đến hãng Shimano, con này có tên là Sapphire nhé, còn dây PE4 có thông số là size 0.6, em sẽ bóc qua nhé, đây nhé, đây đội bóc cái nào nhé, đây
Đây, sẽ bóc vào xem nhé. Một con dây PE 0.6 dài 150m, mắc tải được 4,1 kg cá, có mã quét mã vạch đầy đủ nhé, dài 150m nhé. Dây sẽ dây màu multi, dây màu multi nhé. Đấy nhá. Đấy, dây multi này, dây khá là mịn nhé, khá là mịn các nhá. Đấy nhá, khá là mịn nhá. Sợi khá là mảnh nhá, sẽ khá mảnh nhá. À, sapphire này là đúng một con dây này thích hợp bắt hay câu mực này. Nếu các về Việt Nam thì các bác có thể là áp dụng câu suối này, câu mực này, câu rích này hoặc câu ngâm đều ok nhá. Câu mực, câu rích, câu ngâm đều ok nhá. Có sách vở đầy đủ nhá, sách vở đầy đủ nhá. Hàng lưu mới nguyên 100%. Thì cuộn dây mã số 35, mã số 35, một dây PE, một dây PE đến hãng Shimano Sapphire, size 0.6, dài 150m, hàng lưu mới nguyên 100%, còn sẽ để giá là 260.000, mã số 35. Thì còn nít hôm nay em nên bắt tổng cộng 35 mã, và ưng mã nào, thích mã nào, liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại 0878 690 999 để chốt hàng trực tiếp. Còn bây giờ em phải dừng video, hẹn các bác video tiếp theo. Bye bye.